Nghe các bạn. Mấy bạn thấy đẹp không đây? Đẹp chưa? Có kiểu mốt quà nè, bên đây cũng vậy nè. Đúng quá đó. Đẹp không? Mình cho mấy bạn xem nha. Hả, bánh kem của mình đó. À, bánh kem của mình. Này có hai hình chú unicorn và hai em bé và hai cái đấm mây. Ở đây có mấy cục kẹo marshmallow nè. Mika, hôm nay sinh nhật của Mika nè. Đây là unicorn khổng lồ. Đây nè, mấy bạn thấy không? Đây là con vịt. Con vịt heo quay đó. Con vịt mà heo quay. Đây nè, soi nè. Soi chè rồi bông hoa này cũng đẹp lắm đó mấy bạn. Nè, hoa đẹp chưa? Hai bye bye mấy bạn nha, nếu mà mấy bạn